Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của Hải Triều nha anh em. Thì ngày hôm nay Hải Triều sẽ bàn giao xe tải rắc cho khách hàng. Thì hôm nay Hải Triều muốn làm video gửi đến anh em, thì anh em nào mà đi ngang qua video của Hải Triều thì để cho Hải Triều một đăng ký kênh, một bình luận và một chia sẻ video nha. Thì khách hàng thì nói chung là xong xe này khách hàng làm thì đợi cũng khá là lâu, tại vì cái dòng xe này thì khách hàng cũng rất là thích đó, thì nên khách hàng mới chịu đợi vậy đó. Nên anh em hãy đi xem Hải Triều và đi ra xem video bàn giao xe. Anh em nào muốn Hải Triều bàn giao xe thì anh em cứ liên hệ số điện thoại Hải Triều nha anh em. Đây. Rồi anh chị, thì giờ bây giờ em vô em bàn giao giấy tờ cho anh chị trước nha. Bàn giao giấy tờ trước rồi mình ra mình kiểm tra xe một lượt. Đó, dạ. Rồi, mời anh ngồi ghế. Anh thì hôm nay em sẽ bàn giao xe cho anh. Em sẽ tặng, dạ, em mời chị nhé. Em tặng anh cái này để mình bỏ giấy tờ xe. Thứ nhất là sẽ có một sổ bảo hành nè anh. Đó, một cái bảo hiểm trách nhiệm nhân sự. Này có nhận ai lấy xe là mừng quá. Rồi em thì có em giao xe cho anh chị em thấy vui nữa mà mừng. Đó, đây là bảo hiểm, này là bảo hiểm hai chiều nè. Đó mình bỏ giấy, dạ bỏ cái giấy tờ này vô cho nó đẹp. Bảo hiểm này, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự anh. Dạ để mình đi đường. Bên này nó sẽ có một cái giấy hiện, một cái giấy mà để mình đi nhận sổ đăng kiểm nè. Có giấy hiện của công an. Sổ đăng kiểm này mình lấy đâu không? Đăng ký rồi. Này là như là đăng ký dưới Sóc Trăng luôn đó anh. Dạ. Không, cái này để em liên hệ với lại bên cái bạn hôm bữa đóng số thử coi là ở đâu rồi em sẽ hỏi rồi em báo danh nha. Rồi, ok. Đó, rồi em sẽ cho anh thêm là cái định vị, cái phù hiệu nữa nè. Cái phù hiệu chưa dán nè. Dạ chưa, thế là mình để nó dán. Chung là mình tí nữa dán hoặc là mình để nó cũng được anh, tại khi nào mình chạy hàng mình dán. Không, mình đi luôn đi chứ. Dạ, bỏ, dạ, bỏ dạ, dán luôn. Dạ đây. Lúc nãy này cái chị kia là chị có hướng dẫn anh sử dụng cái định vị rồi đúng không anh? Rồi. Dạ rồi mình làm tại app rồi. Dạ. Còn cái này mình bỏ đây đi. Cho nó. Dạ, giới hiện để mình đi lấy đăng kiểm cho việc, cái này là hiện là hiện lấy cho việc mà. Nếu ở đây bên ngân hàng sẽ lấy. Dạ, đi lấy xong rồi anh gửi lại em đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đó, đây mình đi lấy giới hiện. Còn đăng kiểm là có cái việc rồi xong mình mới lấy được đăng kiểm nha. Có cái việc mới lấy đăng kiểm được. Dạ đúng rồi. Giờ làm đi lấy đăng lấy đăng kiểm ta cái việc trước. Dạ đúng rồi, buộc phải lấy cái việc trước. Đăng kiểm cho ta ngày 10 tháng 1 nha. Là hiện nó hiện 2 ngày chắc là được rồi á. À, vậy là được rồi. Dạ là phải ngày mình phải về Sóc Trăng mình lấy nè, tại này bữa đi bấm số Sóc Trăng. Rồi lấy ngày trước rồi xong anh mới lấy ngày sau. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Đó thì đó. Em bàn giao giấy tờ cho anh chị xong rồi. Bây giờ mình ra mình kiểm tra xe nhé. Dạ. Rồi còn cái chỗ nào thì chút rồi bỏ xe Honda lên chở rồi luôn. Dạ rồi, tí là em sẽ phụ bỏ xe Honda lên cho anh chị. Đấy, mình mốt anh có bạn bè giới thiệu. Dạ rồi, anh có bạn bè thì giới thiệu bọn em ạ. À. Nói chung là anh chị khách hàng cũng là nguồn khách hàng của bọn em thôi. Bọn em bán hai xe thì cũng nhờ anh chị hết. Nói chung với bạn bè nó cũng định mua. Dạ. Cái phù hiệu đâu rồi, chút dán lên thôi chứ. Dạ dạ đúng rồi, tí gắn em bẻ đây. Để nữa ra ra kiểm tra xe đăng rồi tí em dán cho. Chúc mình tin tưởng mình, em đâu có ngại ngùng gì đâu. Dạ, thì anh nói chung là bây giờ mua xe thì rất là nhiều chỗ nên mình chỗ nào nó uy tín chất lượng là mình sử dụng thôi anh.
Dạ rồi anh chị mình cứ ra kiểm tra xe lại một lần nữa nhé. Rồi đó, có đây em lót sàn rồi đó, có bao vô lăng cho anh chị rồi. Và có một cái bịch kia là bộ đồ nghề siêu xe nha. Dạ, anh cứ lên kiểm tra đi về máy xe rồi kiểm tra đèn này kia. Đây là giao xe đó anh em. Xe đây thùng bọng này kia anh chị cứ coi hết. Đây anh em, đây là khách hàng đang kiểm tra xe nha anh em. Dạ, thôi mình ra mình chụp tấm hình nha. Chụp tấm hình. Dạ rồi anh chạy ra mình chụp tấm hình nha anh chạy. Dạ, rồi thì hôm nay em cũng bày giao xe cho anh chạy rồi. Thì em chúc gia đình anh chị thì làm ăn luôn may mắn và lúc nào cũng là hồng phát hết, là lúc nào làm ăn cũng suôn sẻ hết đó. Rồi hôm nay em bàn giao con xe này cho anh chị đó, anh chị mình làm một tấm hình đi. Dạ anh vô đây luôn rồi.